Em tên là Lê Vũ Thổ Uyên, lớp 12A8. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin chúc tất cả các thầy cô có một ngày 20 tháng 11 vui vẻ. Sau đây, em xin trình bày ca khúc Cô Tuyệt Vời Nhất. Mong mọi người, thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Sao xa đến người từ lúc cô bên cạnh em thấy cuộc sống tốt hơn nhiều, mặc dù nhiều khi em mong lối sai làm cô thấy không vui lòng, và có sao cô vẫn luôn là người cứu tha. Em cảm ơn trời đã cho em biết cô sao tuyệt vời, chỉ muốn bên cô và theo cô đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là cô, chẳng ai khác ngoài cô, và lý do em cho là cô luôn luôn tuyệt vời nhất, vì cô từng nâng bước em cũng chia sẻ và lắng nghe. Em biết cả đời này em dạy em suốt con đường vượt qua, đã thứ tha cho em nhiều lần em dối trá. Em biết rằng em sẽ may mắn khi được cô ở bên dạy, muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế.